Hai, xin chào các bạn. Hôm nay Tài Thế Động đã chính thức chạy chương trình lễ 2 tháng 9 rồi các bạn ơi. Thì chương trình lễ 2 tháng 9 sẽ chạy từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 3 tháng 9. Các bạn lưu ý điều này ha. Hết bản chính thì sẽ hết chương trình lễ. Thì hôm nay thì mình sẽ xin cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của Oppo Tài Thế Động trong ngày lễ 2 tháng 9 này. Xem Oppo lễ này có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì đặc biệt không các bạn nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ có con Oppo A18, một chiếc máy trong phân khúc giá rẻ đến từ nhà Oppo. Oppo A18 64GB giá 3.290.000, hiện tại nó giảm là còn 3.090.000, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, tặng được cái phiếu hoàn trị giá 100.000, không áp dụng trả góp 0% lãi suất các bạn nha. Oppo A18 màn hình ở đây là 6.56 inch với độ phân giải là HD+, máy sẽ được trang bị con chip là Helio G85, RAM 8GB, RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB các bạn. A18 này nó sẽ có một phiên bản là RAM 4, bộ nhớ 128GB nữa các bạn nha. Camera thì chúng ta sẽ có hai camera phía sau với cam chính là 8MP, một cam phụ với độ phân giải là 2MP. Camera selfie là 5MP, viên pin trên con A18 là 5000mAh, hỗ trợ sạc 10W các bạn, sạc thường nha. Chiếc máy ra giá rẻ nhưng mà thiết kế rất là đẹp đến từ nhà Oppo. Tiếp theo thì mình sẽ có con Oppo A38 3.990.000, hiện tại nó giảm là còn 3.790.000, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, tặng được cái phiếu hàng trị giá 200.000. Phiếu hàng này thì các bạn có thể mua như sạc dự phòng nè, tai nghe nè, dán nè, mua đồng hồ Tài Thế Động nha. Và hiện tại cái con này các bạn mua thì phiên bản này phiên bản RAM 4GB. A38 nó sẽ có phiên bản RAM 6GB nữa các bạn nha. A38 này sở hữu màn hình là 6.56 inch, với con chip là Helio G85, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Hai camera phía sau với cam chính là 50MP và một camera phụ với độ phân giải là 2MP. Camera selfie là 5MP các bạn. Pin pin trên con Oppo A38 này là 5000mAh. Nó hỗ trợ công nghệ sạc SuperVOOC 33W. Một chiếc máy trong phân khúc giá rẻ nhưng mà hỗ trợ sạc nhanh 33W các bạn. Thiết kế cũng rất là đẹp nha. Theo một sản phẩm rất là mới đến từ nhà Oppo mà chỉ có Thế Động và Điện Máy Xanh mới có thôi, đó là Oppo A3X. Ở đây A3X với phiên bản RAM 4, bộ nhớ 128GB, giá 3.990.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, tặng được cái phiếu hàng trị giá là 100.000 các bạn. A3X các bạn. Chiếc máy trong phân khúc giá rẻ nhưng mà thiết kế cực kỳ đẹp nha. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn các bạn. Màu xanh. Rất là mới, đó là Oppo A3 phiên bản RAM 8, bộ nhớ 128GB, ở đây giá là 4.290.000. Hiện tại các bạn mua được giảm lên đến 300.000, là còn 4.990.000, tặng được cái phiếu hàng trị giá là 100.000 ha. Oppo A60 RAM, bộ nhớ 128GB, 5.490.000, giảm là còn 5.090.000, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, tặng được cái phiếu hàng trị giá là 200.000 các bạn. Oppo A60 một sản phẩm mà các bạn mua chỉ có ở Thế Động và Điện Máy Xanh mới có thôi. Hệ thống bên ngoài sẽ không có sản phẩm này nha. A60 sở hữu màn hình đây là 6.67 inch với độ phân giải là HD+. Máy được trang bị chip là Qualcomm 680, RAM 8, bộ nhớ 128, màu một phiên bản RAM 8, bộ nhớ 256GB. Camera phía sau với cam chính là 50 và một camera phụ với độ phân giải là 2MP. Camera selfie 8MP, viên pin trên con Oppo A60 là 5000mAh, hỗ trợ công nghệ sạc SuperVOOC lên đến là 45W các bạn. Sạc nhanh 45W nha. Chiếc máy thiết kế mặt lưng rất là đẹp. Oppo Reno 12F phiên bản 4G, RAM 8GB, giá là 8.490.000, giảm là còn 7.990.000 mà ha. Rồi, bộ ba sản phẩm vừa mới ra mắt và được mở bán tại Thế Động, đó là Oppo Reno 12 series. Oppo Reno 12F phiên bản RAM 12GB, 9.990.000, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, hiện tại các bạn mua sẽ được tặng cái loa Bluetooth của Oppo các bạn ha.
và không có chương trình khuyến mãi. Oppo Reno 12F 5G phiên bản RAM 8GB giá là 9.490.000, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất và tặng thêm được cái loa Bluetooth của Oppo các bạn ha. Giữa cái con phiên bản RAM 8 và RAM 12GB thì nó chênh lệch nhau có 500.000 các bạn. Hiện tại các bạn mua sẽ được tặng một cái loa Oline, loa này các bạn của Oppo ha, nghe cũng rất là hay nha. Đây là con Oppo Reno 12F, thiết kế cũng rất là đẹp các bạn. Các bạn thấy cái cụm cam phía sau khá là to, cụm cam tròn khá là to nhưng mà mỏng các bạn nha, không quá lòi nè, các bạn nhìn thấy nè, nó mộc sát luôn. 12F này thì các bạn mua sở hữu màn hình ở đây là 6.67 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy sẽ được trang bị con chip là Dimensity 6300, RAM trên máy RAM 12GB, bộ nhớ lên đến là 256GB. Camera selfie sẽ có độ phân giải lên đến là 32MP và bộ 3 camera phía sau với cam chính là 50 và 2 camera phụ lần lượt là 8 và 2MP. Cụm cam thiết kế trong một cái khung vòng tròn rất là đẹp. Viên pin trên máy là 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 45W các bạn ha. Cái rất là đẹp luôn, vuông vức các cạnh, màu cam rất là đẹp các bạn. Oppo Reno 12 5G 256GB 12.990, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, tặng được cái loa Bluetooth của Oppo. Oppo Reno 12 phiên bản 512GB 13.990, hỗ trợ góp 0% lãi suất, tặng được cái loa Bluetooth của Oppo. Đây là con Oppo Reno 12, chiếc máy thiết kế màn hình cong. Đây là thiết kế mặt lưng phía sau. Reno 12 này sở hữu màn hình là 6.7 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy sẽ được trang bị con chip là Dimensity 7300 Android, RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB. Camera selfie 32MP, 3 camera phía sau với hình chính là 50 và 2 camera phụ lần lượt là 8 và 20. Viên pin trên con Reno 12 5G thì là 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 80W các bạn. Sạc siêu nhanh luôn. Mà rất là đẹp nha. Chúc mừng công. Rồi, Reno 12 R 5G 18.990.000. Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất và tặng được cái loa Bluetooth của Oppo luôn các bạn. Và tặng thêm được cái gói dịch vụ bảo hành cao cấp Oppo Care cho cái con Reno 12 R này. Reno 12 RAW này màn hình là 6.7 inch với độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Máy sẽ được trang bị con chip là Dimensity 7300 Energy. Máy được trang bị RAM 12GB, bộ nhớ lên đến là 512GB. 3 camera phía sau với hình chính 50 và camera phụ lần lượt là 50 và 8MP. Camera selfie phía trước lên đến là 50MP và viên pin là 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc Superbox 80W các bạn. Rất là đẹp nha. Giá 18.990. Oppo Find N3 Lip 5G giá 22.990. Hiện tại các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, tặng cái gói dịch vụ bảo hành cao cấp Oppo Radium Service. Đây là con Find N3 Lip, chiếc máy nắp gập từ nhà Oppo ha. Find N3 Lip này thì nó bạn mua sở hữu màn hình chính phía trong là 6.8 inch, màn hình phụ ở ngoài là 3.26 inch. Máy sẽ được trang bị con chip là Dimensity 9200. Camera thì chúng ta sẽ có camera phía sau 50MP và 2 camera phụ 48MP và 1 camera phụ với độ phân giải là 32MP. Camera phụ rất khủng nha. Camera selfie phía trong 32MP. Viên pin trên con Find N3 Lip này là 4300mAh và hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 44W các bạn. Máy màu hồng, rất đẹp ha. Gặp cũng khá là đáng mua của nếu mà tính đầu có Oppo ha. Rồi cuối cùng Oppo Find N3 44.990.000, giảm 3 triệu là còn 41.990, hỗ trợ góp 0% lãi suất. Đây là con Find N3, một chiếc máy gặp
mở đến từ nhà Oppo. Oppo Find N3 này thì nó sở hữu màn hình chính ở trong là 7.62 inch, màn hình phụ ngoài là 6.31 inch các bạn. Con này thì sở hữu con chip là Qualcomm 8 Gen 2, RAM 16GB, bộ nhớ là 256GB. Camera thì chúng ta sẽ có camera selfie phía trong là 20 megapixel và camera selfie phía ngoài là 32 megapixel. Camera phía sau với cam chính là 48 megapixel và hai cam phụ lần lượt là 48 và 64 megapixel ha. Máy sẽ được trang bị viên pin là 4805 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 67W các bạn. Sạc cực kỳ nhanh luôn. Màn hình độ phân giải là 2K cộng luôn nha. Quá xịn sò luôn. Đây, hình rất là to. Thì mình vừa cập nhật các bạn giá cũng như khuyến mãi của Oppo tại Thế Động trong những ngày lễ 2 tháng 9 này ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.